sư Đỗ Thị Xuân. Hôm nay tôi xin thuyết trình về bài hình tứ giác. Bài hôm nay của chúng ta được chia ra làm 4 phần. Phần 1, ứng dụng của hình tứ giác. Hình tứ giác được ứng dụng để tạo đồ vật như mặt bàn, mặt hộp. 2, hình tứ giác được dùng để trang trí như tờ giấy, cửa sổ. 3, liên kết các dạng đặc biệt của hình tứ giác là hình vuông và hình chữ nhật. Phần 2, kiến thức cần nhớ. Các bạn có biết hình tứ giác là gì không? Tứ là 4, giác là góc, là cạnh. Hình tứ giác là hình 4 góc, 4 cạnh. 2, hình ảnh của hình tứ giác. 3, đặc điểm của hình tứ giác là 4 đỉnh, 4 cạnh. Phần 3, cách dạng bài. 1, nhận biết và đếm hình tứ giác. 2, tìm các đỉnh, cạnh. 3, phát triển, tìm chu vi. Phần 4, nhiệm vụ của chúng ta là vẽ và trang trí sơ đồ, thuyết trình, giảng lại cho bạn, bố mẹ, ông bà. Bài thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe.